Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin 60 giây của Vietnam Plus News. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Cộng đồng mạng sục sôi trước bản sao kê từ thiện sau bão số 3. Hàng thực phẩm đồng loạt tăng giá sau bão. Hà Nội hạ mức cảnh báo lũ trên sông Hồng. Hải Phòng không để thiếu hàng hóa, gián đoạn nguồn cung sau bão. Vì sao giá xăng giảm về mức thấp nhất sau 3 năm? Tổng thống Putin cảnh báo cuộc đối đầu phương Tây với Nga. Ukraine chống chọi với lượng lớn binh sĩ bị thương. Ông Trump tuyên bố không tiếp tục tranh luận với bà Harris. Vào ngày 12 tháng 9, Mặt trận Tổ quốc vừa công bố bản sao kê hơn 12.000 trang, khiến mạng xã hội xôn xao. Trong đó có những khoản quyên góp được chỉnh sửa, thêm các con số 0 để nâng khoản đóng góp lên. Một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất là cựu vận động viên thể dục Louis Phạm, tên thật Phạm Như Phương. Cô bị tố đã Photoshop số tiền ủng hộ đồng bào trên hóa đơn thành con số lớn hơn so với thực tế. Mặc dù cô nhanh chóng lên tiếng ngay sau vụ việc, nhưng lời giải thích này tiếp tục gây sóng gió trên mạng xã hội. TikToker Việt Anh Pipo cũng lên tiếng xin lỗi vì đã khoe số tiền đóng góp khác xa với số tiền thực tế đã chuyển. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường chia sẻ, làm từ thiện mà còn phông bạt nữa thì không còn gì để nói. Siêu mẫu Xuân Lan cũng vừa có bài đăng liên quan, nghệ sĩ vốn đã bị điều tiếng nhạy cảm nhiều rồi, sao lại có thể đem nỗi đau của đồng bào ra làm trò như vậy? Cuối chiều 12 tháng 9 tại chợ Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, tình hình giá cả phần lớn các mặt hàng thực phẩm sau bão đều tăng. Cụ thể, thịt lợn dao động từ 90.000 cho đến 160.000 đồng 1 kg tùy loại. Thịt bò có giá từ 200.000 cho đến 260.000 đồng 1 kg tùy loại. Thịt gà công nghiệp dao động từ 70.000 đến 85.000 đồng 1 kg. Giá rau đã tăng liên tục trong 3 ngày qua. Rau ngọt 15.000 cho đến 20.000 đồng một bó. Bắp cải 30.000 đồng 1 kg tăng gấp đôi. Hành lá, các loại rau gia vị khác đồng loạt tăng thêm 50 đến 70%. Anh Hiếu hiện kinh doanh tại chợ chia sẻ, do mưa bão nhiều ngày, giá nhập cao nên không thể bán rẻ được. Tình hình này rau sẽ chưa thể xuống giá nhanh vì ảnh hưởng sau bão. Một người nội trợ 32 tuổi tại Cầu Giấy cho biết, trước đây tôi để mức 300.000 đồng một ngày, hai bữa ăn cho gia đình, tôi còn chưa tính tiền hoa quả, nhưng bây giờ phải để 200.000 đồng một bữa. Mấy ngày sau bão đi chợ cứ như rơi mất ví tiền, chưa mua được gì đã thấy hết. Sáng 13 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Nội đã có lệnh rút báo động 2 trên sông Hồng tại địa phận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lũ trên sông Hồng đang xuống. Trong 12 đến 24 giờ tới, lũ sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống dưới mức báo động 1. Tuy nhiên, quá trình thoát lũ, giảm lũ trên hệ thống có khả năng diễn ra chậm nên tình trạng ngập còn diễn ra nhiều ngày tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính tại các tỉnh thành Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương. Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, đến chiều 12 tháng 9, lực lượng chức năng đã triển khai sơ tán, di rời khoảng 73.700 người dân tại các địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng. Nhằm khắc phục hậu quả của bão số 3, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu bảo đảm duy trì cung ứng hàng hóa, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến. Cùng đó, khẩn trương rà soát, thống kê, tổng hợp thiệt hại tại các cơ sở kinh doanh thương mại trên địa bàn sau cơn bão số 3, các khó khăn vướng mắc đề xuất và kiến nghị. Tính đến ngày 12 tháng 9, gần 250 cửa hàng xăng dầu đã hoạt động trở lại. Giá mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh vào ngày thứ năm hàng tuần và không có hiện tượng tăng giá bán, găm hàng, sốt giá cục bộ. Hoạt động kinh doanh thương mại ổn định, nguồn cung hàng hóa dồi dào, phong phú, không có hiện tượng đứt gãy chuỗi cung ứng, tăng giá bất hợp lý đối với hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân. Trong ngày 12 tháng 9, lượng khách mua sắm tăng từ 10 đến 20%, lượng hàng bán ra tăng từ 20 đến 30% so với ngày thường. Giá xăng E5 RON92 chiều ngày 12 tháng 9 tiếp tục giảm về 18.890 đồng một lít. Xăng RON95 giảm còn 19.630 đồng một lít. Hiện giá mặt hàng này đang ở mức thấp nhất hơn 3 năm qua và tương đương thời điểm tháng 5 năm 2021. Lý giải về nguyên nhân giảm giá, Bộ Công Thương cho biết các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có xu hướng giảm
Thị trường xăng dầu thế giới lần này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Nhà điều hành cho biết OPEC cộng điều chỉnh dự báo nhu cầu dầu giảm so với dự báo trước đây và hoãn kế hoạch tăng sản lượng dầu. Nhu cầu dầu của Trung Quốc vẫn yếu trong khi xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn. Đồng thời, tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá hợp lý giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo ngày 12 tháng 9 rằng Moscow sẽ không ngồi yên nếu phương Tây bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công lãnh thổ chính của nước này. Ông chia sẻ, đây không phải là chuyện có cho phép Ukraine tấn công Nga bằng những vũ khí tầm xa hay không. Đây là việc các quốc gia NATO có quyết định liệu trực tiếp tham gia vào một cuộc xung đột quân sự hay không. Hãng tin Reuters bình luận đây là phát ngôn cứng rắn nhất của ông Putin đối với phương Tây. Cựu cố vấn của Tổng thống Putin, ông Sergei Markov, tin rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ chuẩn bị tấn công các sân bay ở các nước NATO nếu Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow. Đáp lại phát biểu của ông Putin, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố Ukraine có quyền tự vệ và London ủng hộ quyền đó của Kiev. Trên chuyến bay đến Mỹ ngày 12 tháng 9, ông nhấn mạnh Nga đã khơi mào xung đột và do đó Nga có thể kết thúc cuộc xung đột này ngay lập tức. Ngày 12 tháng 9, kênh CNN của Mỹ đã đăng tải một bài viết về các đoàn tàu bệnh viện của Ukraine được sử dụng để tiếp nhận loạt thương vong liên tục từ tiền tuyến trong cuộc xung đột với Nga. Nguồn tin mô tả Ukraine đang sử dụng một số đoàn tàu chuyên dụng để tiếp nhận binh sĩ bị thương vong trong cuộc xung đột với Nga. Chuyến đi kéo dài 9 giờ và chỉ xác định binh sĩ Ukraine bằng tên riêng của họ. Báo cáo cho rằng Nga có thể đang săn lùng các đoàn tàu bệnh viện này bởi đã có một số cuộc tấn công nhắm vào khu vực gần các nhà ga xe lửa và các cơ sở hạ tầng khác. Ukraine thường sử dụng đường sắt để vận chuyển vũ khí và quân tiếp viện đến tiền tuyến và Nga đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào các chuyến tàu này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk mà Kiev phát động vào tháng trước đã khiến quân đội của họ thiệt hại trên 12.000 quân. Trong khi đó, vào tháng 2, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này đã mất khoảng 31.000 binh sĩ. Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social hôm 12 tháng 9 rằng sẽ không có cuộc tranh luận thứ ba. Trước đó, ngày 10 tháng 9, ông đã có hai cuộc đối đầu với Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông Trump giải thích về quyết định của mình là khi một võ sĩ quyền Anh thua một trận đấu, những lời đầu tiên thốt ra từ miệng anh ta là tôi muốn một trận tái đấu. Sau đó, tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang Arizona, Hoa Kỳ, ông Trump nói vì chúng ta đã có hai cuộc tranh luận và đều thành công nên sẽ không có cuộc tranh luận thứ ba. Dù sao cũng quá muộn rồi, cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu rồi. Nhiều chuyên gia đều cho rằng bà Harris đã chiếm ưu thế hơn ông Trump trong cuộc đối đầu vừa qua. Ngay sau bài đăng của ông Trump, bà Harris đã phát biểu trước đám đông tại một cuộc meeting ở Bắc Carolina, nơi bà cho biết bà sẵn sàng tham gia một cuộc tranh luận khác. Tôi tin rằng chúng ta nợ cử tri một cuộc tranh luận khác. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.